Sáng nay, tổ công tác của Thanh tra Chính phủ do đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân Trung ương làm tổ trưởng, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc kiểm tra đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo tại tỉnh Ninh Bình. Tiếp và làm việc với tổ công tác có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện luật tiếp công dân, luật khiếu nại tố cáo và kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến nay. Theo đó, toàn tỉnh đã tiếp trên 5.400 lượt công dân và xử lý trên 3.000 đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nội dung công dân đến trụ sở tiếp công dân để khiếu kiện và gửi đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, tập trung vào một số lĩnh vực liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách xã hội. Tại buổi làm việc, đồng chí trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp và các thành viên tổ công tác đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo. Đặc biệt đã làm tốt công tác phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương, các sở ngành có liên quan để giải quyết các vụ việc theo đúng pháp luật. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc cảm ơn tiếp thu những ý kiến đóng góp của tổ công tác. Đồng thời nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ được tỉnh xác định rất quan trọng. Các vụ việc đều được các cấp xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, dứt điểm, đúng pháp luật, coi trọng đối thoại lắng nghe ý kiến nhân dân, tạo sự đồng thuận trong giải quyết khiếu nại tố cáo, không để tạo thành điểm nóng. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tạo điều kiện về chế độ chính sách, đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm những cán bộ có năng lực để làm nhiệm vụ tiếp công dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất, gắn với việc tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đẩy mạnh công tác đối thoại, gắn với giải thích quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong khiếu nại tố cáo. Tăng cường đôn đốc kiểm tra việc thi hành công vụ của đội ngũ công chức thuộc quyền quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết công việc, chất lượng phục vụ nhân dân.